kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh video của shop Viettel Audio. Ở video này, shop Viettel Audio đã trưng bày trước mặt quý vị và các bạn cả đôi sản phẩm Xiaomi Acuvue E307X. Ở phía bên trên và phía bên dưới là Xiaomi Lookman L505F. Và đừng quên subscribe kênh bằng cách ấn vào nút đăng ký màu đỏ cũng như ấn vào chuông ở góc phải màn hình để nhận được những video mới nhất của shop Viettel Audio. Ở video này, vì sao shop Viettel Audio trưng bày hai sản phẩm này trước mặt quý vị và bạn? Thì đầu tiên xin giới thiệu là mức giá của hai sản phẩm này đang ở mức giá là 40 triệu đồng tại shop Viettel Audio. Tiếp theo là hai Xiaomi này. Xin giới thiệu tới quý vị và bạn thì có cùng thể tích, cùng mức giá, đó là cùng rộng 46,7cm, cao là 17,9cm và chiều sâu là 44cm. Trọng lượng cũng tương đồng với nhau. Xiaomi Lookman L505F có trọng lượng là 21kg và Xiaomi Lookman, Xiaomi Acuvue E307X cũng chỉ nặng hơn Xiaomi Lookman L505F khoảng 2kg, tức Xiaomi Acuvue E303X có trọng lượng dao động khoảng 23kg bao gồm cả vỏ gỗ. Đó là những thông số cơ bản về hai Xiaomi này. Tiếp theo, ở video này shop Viettel Audio muốn giới thiệu tới quý vị và bạn những tính năng cũng như là những cái đặc trưng, những cái điểm tốt nhất cũng như những cái nhược điểm của hai Xiaomi này để quý vị và bạn có thể lựa chọn khi cân đối tài chính. Ở mức giá 40 triệu thì chúng ta lựa chọn Xiaomi Acuvue hoặc Xiaomi Lookman làm sao cho hợp lý. Thì đây là hai thương hiệu audio có thể nói có những Xiaomi bán chạy nhất trên thị trường audio Việt Nam hiện nay và được anh em săn lùng cũng như lựa chọn rất nhiều. Xiaomi Acuvue E303X ra đời khá là lâu rồi, từ những thập niên 90 của thế kỷ trước. Còn Xiaomi Lookman L505F thì là đàn em sinh sau, ra đời dao động từ những năm đầu năm 2000 đến năm 2003. Vậy tại sao Xiaomi có thể nói là cổ hơn, sản xuất ra đời lâu hơn, lại được đánh giá cao và xếp một mức giá bằng một Xiaomi có tích hợp rất nhiều tính năng đời mới cũng như là có cả khiển từ xa, có nguồn rời? Còn Xiaomi Acuvue E303X thì vẫn đang sử dụng nguồn liền. Quý vị và bạn muốn thay đổi dây nguồn hoặc là độ dây nguồn thì sẽ khó khăn hơn Xiaomi Lookman 505F rất nhiều. Tại sao mức giá nó lại như vậy? Tại sao mức giá nó vẫn cao như vậy? Tại sao vẫn được anh em săn lùng như vậy? Thì không phải là tự nhiên Acuvue E303X được săn lùng và được ưa chuộng bởi những lời đồn đại, mà thực sự hãng Acuvue xây dựng Xiaomi Acuvue E303X cực hay và cực kỳ chất lượng, một Xiaomi cực kỳ ít lỗi, có thể nói là như vậy, gần như hoàn hảo từ hình thức cho đến nội dung. Hình thức, quý vị và bạn có thể dễ dàng quan sát hai chiếc đèn vu không quá lớn nhưng không bao giờ lỗi thời đặt ở phía trên, cũng như cái thiết kế classic của Acuvue thì đã được chúng ta ghi dấu và cũng như ấn tượng ở rất nhiều đời. Thì tôi đánh giá là chiếc Xiaomi Acuvue E303X thậm chí đẹp nhất trong những cái dòng Xiaomi cổ của Acuvue, kể cả 305 hoặc 305V, 405 chưa chắc đã đẹp hơn được Xiaomi Acuvue E303X. Có thể đây là yếu tố chủ quan nhưng không phải tự nhiên mà Xiaomi này được anh em đánh giá, thậm chí âm sắc của nó còn hay hơn Acuvue E305. Đó là một chút miên man. Thì cùng so sánh qua các chỉ số thì chúng ta cùng quan sát này. Về phía Xiaomi Acuvue E303X ở cùng cái loa có độ trở kháng 8 ohm thì Acuvue E303X cho công suất là 125W trên một kênh,
Còn Xiaomi Lookman L505F cho công suất là 100W trên một kênh 8 ohm. Vì vậy, công suất vượt trội giúp Xiaomi Acouphase E303X có thể phối ghép được nhiều dòng loa hơn và uy lực hơn khi chúng ta phối ghép với các dòng loa như Tannoy rồi là BW hoặc kể cả loa Nhật, loa Mỹ. Xiaomi Acouphase E303X cũng đánh được rất nhiều dòng với chất lượng âm thanh cực kỳ cao cấp, tiếng chi tiết hay, bass uy lực như giải chép cực cao và cho chúng ta thỏa mãn được chế độ nghe với những bác nào muốn thể hiện bản nhạc uy lực hoành tráng cũng như không kém phần tí tách. Còn ở Xiaomi phía dưới Lookman 505F cũng không thể khinh thường em nó. Em nó cho một bản nhạc cực kỳ chi tiết, mềm mại và sạch sẽ. Nếu ai yêu trung âm, nếu ai ưa thích sự mềm mại không để bỏ qua Lookman L505F, đó là một sự thật không thể bàn cãi. Đấy là về phần chất âm và cũng như công suất của hai Xiaomi này. Thì đó là lý do cơ bản nhất theo tôi vì sao Xiaomi Acouphase E303X lại được đánh giá cao như vậy. Tiếp theo chúng ta cùng quan sát hình thức bên ngoài thì có người thích Acouphase E303X, có người thích Lookman 505F, đó là khẩu vị riêng của từng người, chúng ta không thể so sánh được cái đó, nhưng có những cái đặc điểm chúng ta có thể so sánh được và mời quý vị và bạn cùng quan sát lại gần hơn. Cụ thể chúng ta cùng quan sát so sánh dễ nhất là cả hai đều sử dụng là mặt phay màu vàng chanh. Thì sản phẩm này đời sau em nó đã có khiển từ xa, vì vậy sẽ dễ, rất tiện lợi hơn cho chúng ta sử dụng. Nhưng cái đấy không phải là tất cả đánh giá được một chiếc Xiaomi hay không hay, tiện lợi hay không tiện lợi. Acouphase E303X cũng có cái hay riêng của nó. Thì quý vị bạn có thể dễ dàng quan sát này. Đầu tiên chúng ta quan sát vào đường vào, thì đường vào của Acouphase E303X chúng ta có thể dễ dàng quan sát này. Hai đường đít 1, đít 2 là hai đường phono, chúng ta tạm thời bỏ qua. Chúng ta có thể quan sát Acouphase E303X có các đường tuner line 1, line 2 cũng như các đường tape 1, tape 2 là các đường vào. Cơ bản thì Xiaomi Lookman L505F có line 1, line 2 rồi là CD, SACD, CD, jack 1, jack 2. Phono thì đây cơ bản hai đường. Ngoài ra tùy chọn ở đây thì chúng ta không nhắc lại nữa. Mà quý vị và bạn muốn xem review trực tiếp cụ thể hơn chiếc Xiaomi Lookman 505F, xin mời quay lại những video phía trên, shop đã review cực kỳ cụ thể chiếc Xiaomi này. Ngoài ra chiếc Xiaomi Lookman 505F đời mới hơn, đời cao hơn, vì vậy có chế độ ba lăng. Acouphase E303X chưa có ba lăng. Thì vượt trội hơn của Lookman 505F đã có đường ba lăng thì sẽ được anh em, có thể là những ai yêu thích cái mới, cái đời cao sẽ ưa chuộng hơn. Và những ai thích thuần analog thì sẽ ưa chuộng Acouphase E303X. Nhưng quý vị và bạn cùng quan sát E303X, nó có cái hay riêng của nó. Nó có rất nhiều chế độ nghe cho anh em lựa chọn, ngoài chế độ nghe system mono rồi là subsonic các thứ. Thì ở đây quý vị và bạn cùng quan sát này, ở phần loudness của Acouphase E303X có rất nhiều cái tùy chọn cho loudness, có tới 3 lần lựa chọn loudness. Quý vị và bạn có thể dễ dàng lựa chọn nghe nhẹ nhàng hoặc là mạnh bạo. Rồi bass chép chúng ta có sử dụng lựa chọn tone control. Ở đây thì chúng ta khi lựa chọn tone control, chúng ta có thể dễ dàng là nhìn thấy chế độ các tần số này. Đó. Mà ở Lookman L505F có thể đời mới thì người ta mạch âm sắc người ta sẽ là tùy chỉnh tốt hơn, cân chỉnh tốt hơn, độ tạo âm ít hơn. Nhưng không thể đánh giá bỏ qua cái này, tại vì em này
chúng ta không thể sử dụng lựa chọn tần số theo nhu cầu của chúng ta, mà chúng ta chỉ mặc định là điều chỉnh theo hãng sản xuất, chúng ta không thể theo ý thích của chúng ta ở đây đó. Và cùng với dòng nốt này thì Acouphay E303X có cái lợi thế đấy. Ngoài ra chúng ta có thể dễ dàng nhận ra là mọi cái chức năng cơ bản của hai chiếc ni này giống nhau, như là đánh được hai cặp loa thì Acouphay E303X cũng vậy, đánh được hai cặp loa AB và A cộng B. Chế độ nghe của chúng ta volume ở đây thì tất nhiên rồi, chưa có ấy nên vẫn là một cái volume khác. Mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phối ghép cũng như sử dụng các sản phẩm audio, xin mời liên hệ số điện thoại cũng như địa chỉ shop ở trên tấm biển. Xin chân thành cảm ơn.